Hàn Quốc là quốc gia nổi tiếng về sự chú trọng lễ nghi, phép tắc giữa người già với trẻ em, giữa cấp trên và cấp dưới, hay giữa tiền bối với hậu bối. Nếu quan tâm K-pop hay theo dõi phim ảnh Hàn Quốc, thì mọi người đều dễ dàng nhận ra được tầm quan trọng của việc biết đối nhân xử thế ở đất nước này. Còn thực tế thì ngoài đời như thế nào? Điều đó có giống như những gì ta xem trên phim, trên báo chí hay không? Trong video sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài viết Văn hóa tiền bối hậu bối tại Hàn Quốc khắc nghiệt như thế nào của tác giả Yên Yên, đăng tải trên website của Spyroom. Lưu ý một chút là video này sẽ chia sẻ dựa trên trải nghiệm thực tế của bản thân tác giả khi làm việc tại Hàn, cụ thể là làm tiếp viên hàng không tại một hãng hàng không ở Hàn Quốc. Mong rằng sau khi xem video này, mọi người có thể phần nào hiểu được làm việc với đồng nghiệp người Hàn sẽ như thế nào, hay văn hóa tiền bối, hậu bối ở Hàn Quốc ra làm sao. Chúng mình sẽ đính link bài viết gốc tại phần mô tả của video cho những ai muốn tìm đọc cụ thể hơn. Còn bây giờ thì cùng sang Hàn Quốc thôi. Em nghĩ là ngày xưa nếu mà mình đi chơi nhiều hơn thì bây giờ có nhiều chuyện kể hơn. Cái môn lý nó đem lại cho mình một cái khả năng, đó là trừu tượng hóa cũng như là khả năng tưởng tượng rất là tốt. Cái đấy giúp ích khá nhiều cho em trong cái việc mà những cái ý tưởng hay ấy, nó chỉ là một phần của thành công thôi. Cái ý tưởng là cái bước đầu, là cái tiền đề, nhưng mà cái việc vận hành rất là quan trọng. Các bạn trẻ mà tham gia các cái công ty thì em nghĩ là mình cũng nên tìm một người thầy cho mình, không chỉ là về chuyên môn mà còn về các cái kỹ năng sống. Việc của mình là làm sao những cái dự án mà mình làm ra ấy, nó đem lại lợi ích cho người dùng và nó tích cực. Xem toàn bộ ở kênh YouTube Người Trong Môn Nghề, bọn mình có để link ở dưới phần mô tả. Nếu ở bên Đài Loan, Trung Quốc, người ta xưng với nhau theo tuổi tác là sư tỷ, sư muội hay sư huynh, sư đệ, thì ở Hàn Quốc họ sẽ xưng với nhau là tiền bối, senbae, và hậu bối, hunbae. Ai vào công ty trước sẽ là tiền bối, ai vào sau là hậu bối, không quan trọng tuổi tác cao thấp gì hết. Hồi mình còn là thực tập sinh, tất nhiên lúc đó, lớp mình là lứa mới nhất, nhỏ nhất. Đi trong công ty, gặp ai cũng phải kính cẩn chào lễ phép, dù quen hay không quen cũng lo mà chào. Hồi đầu qua, mình cũng rất bất mãn về việc này, thấy thật thừa thải, bởi đôi khi mình chào mà người ta đâu quan tâm, với quen biết gì đâu mà chào. Ở Việt Nam có khi chưa cúi người chào ba mẹ như thế, nữa là qua Hàn phải chào mấy người xa lạ. Nhưng rồi, tất nhiên là phải nhập gia tùy tục thôi, bởi thực tập sinh nào cũng phải như thế. Nếu không làm theo, thành ra mình là thành phần cá biệt. Mà đã cá biệt thì sẽ chẳng có kết quả nào tốt đẹp cả. Sau khi tốt nghiệp được kỳ training đầy căng thẳng, bọn mình có thêm một nùi cửa ải nữa còn phải trải qua. Ngoài công việc ra, ai cũng phải biết những luật bất thành văn dành cho Magne, tức là người nhỏ tuổi nhất mà mình list ra dưới đây. Làm đúng, làm đủ, ngoan ngoãn sẽ được quý. Ngược lại thì nhiều hậu quả khôn lường. 1. Văn hóa phòng briefing. Vì mình là một tiếp viên hàng không, nên sẽ có một thủ tục hơi chuyên biệt được gọi là briefing. Thủ tục này nghĩa là trước mỗi chuyến bay, tất cả các tiếp viên của chuyến bay đó phải họp với nhau để trao đổi, bàn bạc, dặn dò khá nhiều vấn đề về chuyến bay sắp tới. Thường thì Magne phải đến công ty sớm hơn giờ briefing ít nhất 20 phút và là người phải ra máy tính đăng ký phòng briefing để các tiền bối đến sau dễ nhận diện được phòng briefing chuyến bay của mình. Ngoài ra, trong trường hợp đổi bay sẽ nghỉ qua đêm tại một quốc gia khác, thì Magne sẽ cần đi lấy hai cái phong bì để vào phòng briefing. Mục đích là để thu tiền đô của từng tiếp viên. Tiền này dùng để tips cho tài xế chở về khách sạn và tài xế chở ra sân bay ở đất nước đó. Thông thường, người ngoài bước vào phòng briefing, nhìn vào vị trí ngồi sẽ biết được ai là tiếp viên trưởng, ai là tiền bối, hậu bối ngay. Bởi vì có một quy tắc ngầm hết cả. Khi vào phòng briefing, không phải thích ngồi đâu là ngồi được. Tiếp viên trưởng sẽ ngồi trước máy tính. Ngồi càng gần tiếp viên trưởng thì càng là tiền bối. Ngồi càng xa thì càng là hậu bối. Magne thì tự biết thân biết phận mà ngồi ra xa nhất rồi. Bước vào phòng briefing, Magne phải tinh ý xem có đủ ghế không. Thiếu thì phải biết đi lấy thêm. Phải check trước thông tin là chuyến bay đó cần giấy tờ thông hành nào không. Nếu có thì phải biết mà chuẩn bị, đặt sẵn trên bàn cho mọi người. Khi đã ngồi yên vị trong phòng, hễ mà có tiền bối nào mở cửa bước vào là phải nhìn, cười, cúi đầu nhẹ, chào với âm điệu tươi tắn. Em chào tiền bối ạ. 2. Văn hóa xe bus. Văn hóa phòng briefing chưa phải là tất cả. Văn hóa xe bus cũng là một điều đáng chú ý thể hiện vai vế tiền bối hậu bối khi đi làm ở Hàn Quốc. Trong đó, Magne luôn là người lên xe cuối cùng, xuống xe đầu tiên. Để làm gì ư? Trong khi các tiền bối yên vị trên xe hết rồi,
mắc nê lên xe sau cùng vì phải đứng dưới coi vali của mọi người sao cho chắc chắn chúng đã được tài xế chuyển vào hầm xe hết, tránh việc bỏ sót hành lý. Sau đó, mắc nê phải xuống xe đầu tiên để trông coi hành lý được đưa ra hết. Xiên thì phụ tài xế đưa vali ra. Và tương tự như văn hóa phòng briefing thì ở trên xe bus, vị trí ngồi cũng thể hiện cấp bậc, chức cao thì được ngồi đầu, mắc nê thì phải tự biết ngồi phía tận cùng xe. 3. Văn hóa thang máy. Tương tự với văn hóa phòng briefing và văn hóa xe bus, khi nguyên đoàn bay đi với nhau, hậu bối thường đi phía sau, tiền bối đi phía trước. Đến thang máy, mắc nê phải bấm nút khi mở cửa. Khi tiền bối vào thang máy trước, mắc nê vẫn phải đứng ngoài ấn nút giữ cửa thang máy, đợi các tiền bối vào hết rồi mới được bon chen vô. Nếu xui hết chỗ thì phải đợi thang sau. Tương tự, nếu đang trong thang máy với nhau, khi mở cửa, tiền bối ra trước, còn mắc nê đứng giữ nút mở cửa rồi ra sau cùng. 4. Văn hóa khách sạn. Một thứ cũng thể hiện văn hóa tiền bối hậu bối khác nghiệt ở Hàn Quốc là văn hóa khách sạn. Khi đến khách sạn ở quốc gia mà đoàn bay sẽ nghỉ qua đêm, trong khi các tiền bối ngồi nghỉ ngơi đợi nhận phòng, thì mắc nê sẽ phải đến quầy lễ tân để nhận tất cả các thẻ phòng. Trong trường hợp khách sạn yêu cầu kiểm tra hộ chiếu, thì mắc nê là người đi thu hộ chiếu của các thành viên trong tổ bay. Danh sách phòng đã chia sẵn ai ở phòng nào, nên mắc nê sẽ kẹp thẻ phòng tương ứng với hộ chiếu rồi phát cho từng thành viên trong tổ bay. Thường thì mắc nê phải để ý, phát thẻ phòng cho cơ trưởng và cơ phó trước, rồi sau đó mới đến đoàn tiếp viên. Có những việc nho nhỏ nhưng cũng phải để ý khi check-in khách sạn. Ví dụ như là có những khách sạn mỗi khi khách vào, nhân viên sẽ mời nước từng người. Hôm đó nhân viên khách sạn mời mình nước đầu tiên, xong thì hết bình phải đi lấy thêm. Thành ra cả tổ bay chỉ có một mình có nước trên tay. Tất nhiên mình đâu có dám uống. Ói âm hơn là mình để ý anh nhân viên kia lúc ấy bị xếp sai việc khác nên không đi rót nước nữa. Tiền bối mà có suy nghĩ sao đứa kia có nước mà mình không có là điều khó tránh khỏi. Là mình phải nói nhỏ với lễ tân rằng: "Chị ơi, chị có thể bảo nhân viên mời nước những thành viên khác trong tổ bay nữa được không? Bởi giờ một mình em có nước thôi cũng ngại uống." Sau đó ai cũng được mời nước rồi thì mình mới dám uống. Mình nghĩ rằng nếu lúc đó mình cứ vô tư cứ uống nước ùng ục, trong khi các thành viên khác ai cũng mệt mỏi và buồn ngủ, thì chắc chắn mình sẽ bị đánh giá xấu cho mà xem. 5. Văn hóa lúc làm việc trên máy bay. Thực ra không có một quy tắc cụ thể nào về việc lúc làm việc trên máy bay, chỉ là phải biết tùy cơ mà ứng biến. Nói chung, phận hậu bối thì luôn phải tỏ ra lễ phép, tích cực, tươi tắn, biết để ý, ngoan ngoãn và siêng năng trước mặt các tiền bối. Làm như vậy thì sẽ được quý mến. Ngoài ra, ở chỗ ngồi mỗi hành khách có nút gọi tiếp viên. Trường hợp mà tiếp viên đang ăn, làm việc trong bếp mà khách ấn nút này, thì thứ tự ra phục vụ khách sẽ là mắc nê, hậu bối, tiền bối. Nhưng quy tắc này cũng khá mềm dẻo, tùy theo đồng nghiệp bạn làm chung có tốt tính hay không. Ví dụ như nếu mắc nê đang ăn chưa xong, tiền bối đã ăn xong rồi, thì lúc khách ấn nút, tiền bối tốt có thể ra giúp trước. Có một trường hợp mà mình hơi bất mãn, đó là khi mọi thành viên đang ngồi ăn ngon lành, mà tiếp viên trưởng hoặc tiền bối nào đó ở khu làm việc khác đi vào bếp của team mình. Miệng mình đang mở to ăn chưa kịp nhai, thì thấy các tiền bối cùng nhóm khác đứng bật dậy chào và nhường ghế cho tiếp viên trưởng. Nhìn vậy thì mình đâu dám ngồi tiếp, cũng phải đứng dậy theo. Đến khi tiếp viên trưởng nói: "Thôi được rồi, cứ ngồi ăn tiếp đi," thì mới dám ngồi. Thêm một cái lễ nghi như vậy nữa đấy. Làm sao để sống sót qua văn hóa tiền bối hậu bối Hàn Quốc? 1. Quan trọng là thái độ. Những tháng đầu tiên đi làm là thời gian căng thẳng nhất đối với những tiếp viên mới, kể cả tiếp viên người Hàn chứ không riêng gì người Việt. Thường thì mắc nê Hàn còn bị soi nhiều hơn cả bọn mình. Mọi người hãy tưởng tượng rằng khi mới đi làm, tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào người mới để xem con nhỏ này grooming, tức trang phục, tóc tai, make up dáng đi tốt chưa, nhìn có lanh lợi, siêng năng, lễ phép không, hãy biết việc chưa, liệu nó có làm gì sai không, liệu nó có quên việc không, vân vân. Tất nhiên, đối với những tiếp viên mới toanh, các tiền bối sẽ không có nhiều kỳ vọng rằng họ sẽ hoàn thành công việc một cách hoàn hảo, nhưng điều các tiền bối quan tâm nhất chính là thái độ. Nếu ngay từ đầu, tính từ lúc chuẩn bị phòng briefing cho đến lúc lên máy bay làm việc mà mình gây ấn tượng tốt được với toàn bộ tiếp viên tổ bay bằng cách thực hiện đủ những văn hóa kể trên cùng với vẻ mặt tươi tắn, thái độ niềm nở, thì trong lúc làm việc, dù mình có làm hơi lóng ngóng, quên việc này việc kia, mình vẫn sẽ được tiền bối khác nhiệt tình chỉ dạy. Còn cho dù nếu hoàn thành tốt công việc nhưng thái độ tệ, lễ phép thiếu, thiếu tinh ý, thì vẫn bị ác cảm. 2. Các tips
để sống còn trong văn hóa tiền bối hậu bối tại Hàn Quốc. Dưới đây là những tips mà mình được các tiền bối Việt Nam dặn dò trước những ngày đi bay đầu tiên và những tips mình rút ra được khi đi làm để có một chuyến bay an toàn và thuận lợi ngoài việc thực hiện đủ các văn hóa kể trên. Cái tips này hoàn toàn có thể áp dụng khi bạn làm việc với bất cứ đồng nghiệp nào là người Hàn Quốc. 1. Ngay từ phòng briefing hay ngay từ khi mới vào, hãy giới thiệu rõ với các tiền bối rằng đây là chuyến bay, buổi làm việc đầu tiên hay thứ hai của mình. Mong mọi người giúp đỡ. Nếu không nói, sẽ không ai biết mình là người mới. Họ sẽ tưởng mình thành thạo công việc rồi đó. 2. Nếu thời gian đầu không nhớ hết các văn hóa kể trên, thì hãy bắt chước mắt nê người Hàn. Thấy bạn đó làm gì thì sấn sổ làm theo. 3. Nếu làm xong nhiệm vụ của mình, hãy quan sát các tiền bối khác cần giúp đỡ gì để phụ một tay. Đừng nề hà rằng việc của tiền bối không phải việc của mình nên không quan tâm. Việc giúp đỡ thành viên khác sẽ rất có lợi cho bản thân. 4. Hãy nhớ câu thần chú: tiền bối ơi, em có thể giúp gì được không ạ? À? Hay tiền bối ơi, hãy để em làm giúp việc này cho. Bởi nhiều tiền bối khi nghe mình có ý vậy là vui rồi, chứ không mấy khi bắt mình làm việc nặng. Tuy nhiên, hãy để ý, bởi người Hàn dù miệng nói không cần giúp, nhưng có khi là muốn được giúp lắm. Thế nên vừa nói vừa hành động sẽ tốt hơn. 5. Nếu bạn không nhớ nhiệm vụ tiếp theo mình cần làm là gì, hãy hỏi như sau: tiền bối ơi, bây giờ em sẽ làm A, B, C này đúng không ạ? À? Chứ đừng hỏi là em phải làm gì bây giờ? 6. Nếu không biết gì thì phải hỏi. Chứ người Hàn rất ghét cái sự loay hoay, luống cuống, làm không được mà không mở miệng hỏi của người mới. Đối với mình, những văn hóa hay những quy tắc ứng xử ở Hàn Quốc có phần gò bó hơn ở Việt Nam. Nhưng nhờ đó mình phát triển được khả năng quan sát, nhạy bén và biết để ý hơn. Những điều mà mắc nay phải tuân thủ không hề khó, không hề nặng nhọc gì cả. Chỉ cần là phải biết tinh ý, biết ý tứ để thực hiện. Mỗi thành viên trên máy bay đều có công việc và nhiệm vụ nhất định riêng. Việc của Mark Ney khác việc của hậu bối, việc của hậu bối khác công việc của tiền bối. Càng là tiền bối thì trách nhiệm của họ trên chuyến bay càng quan trọng hơn, vì thế họ xứng đáng nhận được những sự ưu tiên hơn hậu bối. Và ai cũng từng đã phải trải qua giai đoạn làm Mark Ney, tiếp viên trưởng hay tiền bối cũng thế thôi. Trước khi lên chức cao, họ cũng từng là em út nhỏ nhất, cũng từng là hậu bối và phải tuân thủ theo các luật lệ bất thành văn kể trên. Thế nên, không có gì là bất công ở đây cả. Hãy cứ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của bản thân, cư xử tốt và thái độ tốt thì chẳng ai bắt bẻ gì được mình. Cuối cùng, cảm ơn vì các bạn đã xem đến hết video này. Sau khi xem xong, thì mọi người nghĩ sao về những văn hóa kể trên? Hãy để lại nhận định của các bạn ở phần bình luận bên dưới cho chúng mình cùng biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Đây là Spy Room, còn mình là Nam.